Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Review. Trên tay mình đây là chiếc Redmi Note 13 Pro 5G. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn cái bài test hiệu năng chơi game ở trên sản phẩm này. Cụ thể thì về cấu hình phần cứng ngay thì cái chiếc Redmi Note 13 Pro 5G này được trang bị con chip Snapdragon 7S Gen 2 đi kèm với dung RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 256GB. Pin được trang bị là 5100 mAh và hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 67W. Để xem là hiệu năng chơi game của chiếc Snapdragon 7S Gen 2 này thì nó sẽ như thế nào nhé. Và mình xin cảm ơn cửa hàng di động Việt đã hỗ trợ mình cái chiếc Redmi Note 13 Pro 5G này để thực hiện video. Link chi tiết thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo để đặt trước Redmi Note 13 series, bao gồm Redmi Note 13 này và chiếc Redmi Note 13 Pro này. Ok, quay trở lại với bài test của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem cái điểm số AnTuTu đạt được của chip Snapdragon 7S Gen 2 thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 575.000 điểm. Điểm CPU đạt được là 192.000 và điểm GPU sẽ là 116.000 với nhân là Arduino 710. Bây giờ thì mình sẽ thử test xem là hiệu năng của con chip này nó sẽ như nào với hai tựa game, đó chính là PUBG Mobile và Liên Quân Mobile. Bây giờ thì mình sẽ vào với tựa game PUBG Mobile trước nhé. Ok, mình đã vào bên trong tựa game PUBG Mobile. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái phần đồ họa thể hiện được ở trên con chip Snapdragon 7S Gen 2. Đây thì nó có thể chơi ở mức đồ họa cao nhất, đó chính là Ultra HDR, và tốc độ của hình khung hình thì nó sẽ rơi tầm khoảng là cực cao thôi, chơi được tầm khoảng trên 40fps. Đây cũng như là gần như nó chơi được max setting, max khung hình ở trên cái con chip này rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ chơi ở mức HDR thôi nhá, và đẩy tốc độ lên cực độ, chơi nó mượt hơn. Mình sẽ bật khử răng cưa 4x lên này, tiếp theo đó là bật tính năng đổ bóng và tắt tính năng tự điều chỉnh đồ họa. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào đấu thử một game. Và hiện tại bây giờ đang là 19:35 này, theo cái đồng hồ này nhá. Và mức pin hiện tại đang là 78%. Để xem là trong khoảng 10 phút mình chơi tựa game PUBG đi thì nó sẽ tụt đi bao nhiêu phần trăm. Mình sẽ xem phần nhiệt độ trước khi test đây. Nó sẽ rơi tầm khoảng là 36 độ cho phần mặt trước, 35-36 độ cho phần mặt trước đây. Tiếp theo phần mặt lưng thì sao? Mặt lưng này thì nó cũng sẽ rơi tầm khoảng là 35 độ đó, và từ 35 độ thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào bắn thử một game để xem là trong vòng 10 phút thì nó sẽ tụt đi bao nhiêu phần trăm pin. Ok. Nói chung là chơi ở mức đồ họa HDR và tốc độ khung hình là cực độ như này thì nó rất là mượt rồi. Không có gì để có thể chê được cả. Max setting mà. Nói chung là con chip Snapdragon 7S Gen 2 nó cũng là một con chip tầm trung rất là mạnh của Qualcomm. Không biết là trong quá trình chơi thì nó sẽ nóng lên như thế nào. Nhiệt độ ở trong phòng của mình hiện tại nó chỉ loanh quanh tầm khoảng 25 độ theo như cái đồng hồ này, nhưng không biết là nó có đúng hay không. Bởi vì hôm nay thì thời tiết Hà Nội nó cũng khá là lạnh, để chỉ rơi tầm khoảng hơn 20 độ thôi. Nói chung là chơi mượt như là flagship. Hiện tại thì mình đang thấy máy nó cũng ấm nhẹ lên một chút rồi. Của chip Snapdragon 7S Gen 2 thì nó được xây dựng ở trên tiến trình đó chính là 4 nanomet. Nói chung là quá mượt để các bạn có thể chơi được thoải mái. Và mình cũng chỉ test xem để xem là pin nó tụt đi bao nhiêu, cũng như là nhiệt độ sau khoảng 10 phút mình chơi tựa game này thì nó sẽ như thế nào thôi. Chứ còn về độ mượt thì mình không có gì để chê rồi. À, có flare gun để mình bắn luôn. Đó, các bạn thấy mượt, rất là mượt đúng không? Đây, các bạn cho bạn xem cái FPS nha, trong quá trình di chuyển. Nó có game turbo mà. Ở đây nó không có ấy à? Không có thể hiện FPS ở đây à? Mình nhớ không nhầm mà game turbo nó thể hiện FPS chứ nhỉ?
Nhưng mà như này thì chắc chắn là 60 fps rồi, quá là mượt đúng không? Hiện tại thì chiếc máy này không thể chơi ở mức đồ họa cao được. Mà nó mượt như thế này cơ mà. Chung là nhiệt độ mình đang cảm thấy là nó tỏa ra cũng khá là ấm. Để tí test xem là nó sẽ là bao nhiêu độ. Xem xuống thính có gì nào. Úi giời ơi, Groza MK14. Nói chung là con chip Dimensity, xin lỗi các bạn, con chip Snapdragon 7S Gen 2 với cái nhân GPU Arino 710 này thì nó rất là mạnh rồi. Chơi tựa game PUBG này thì nó đáp ứng rất là tốt. Các bạn không phải lo đâu. Còn nếu như các bạn mua để chơi PUBG thì mình nghĩ nó cũng là một sự lựa chọn rất là tốt. Ok, cũng được 10 phút mình chơi tựa game PUBG rồi. Về đồ họa thì các bạn thấy là thể hiện được max setting với Ultra HDR cơ, nhưng mà mình chỉ chơi HDR để đẩy cái frame rate lên 60 thì nó chơi rất là mượt. Chỉ nhiều cái là nó mặc dù là màn hình 120Hz nhưng mà nó con chip này nó không chơi được ở mức là 90Hz đối với tựa game này, 90fps với tựa game này. Nhưng mà 60Hz đối với mình là cũng quá là mượt rồi. Về đây, các bạn thấy đổ bóng, đổ họa các thứ thì nó lên rất là tuyệt vời. Max setting mà. Còn nhiệt độ thì sao? Nhiệt độ hiện tại nó cũng chỉ dao tầm khoảng 39 độ thôi, tăng 4 độ, tăng 4 đến 5 độ. Nó 38, 39 độ, nó không quá là nóng đâu. Nó chỉ ấm nhẹ lên trong quá trình mình chơi game. Đây là mình mới chơi trong vòng 10 phút nhá. Còn chơi hardcore thì chưa biết được. Bây giờ mình sẽ chuyển sang với tựa game Liên Quân Mobile để xem là tổng thời gian chơi game thì nó sẽ nóng lên như thế nào. Nhưng mà đối với tựa game Liên Quân Mobile thì mình nghĩ nó sẽ nhẹ hơn nên là nó cũng sẽ mát hơn thôi. Mức pin thì sau khoảng 10 phút chơi thì nó tụt từ 78 xuống còn 75% pin. Đó. Nên là mình sẽ chuyển sang với tựa game Liên Quân Mobile nhá. Ok, mình đã vào với tựa game Liên Quân Mobile và mình đã tải hết tất cả data của cái tựa game này rồi. Đây, tất cả đã xong nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào xem cái phần đồ họa. Thì nó thể bật được max setting luôn, từ độ phân giải HD lên mức siêu cao này, chất lượng hình ảnh lên mức HD luôn này, và chất lượng chi tiết lên mức cao luôn này. FPS hiện tại mình đang để ở mức cao là 60 luôn. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào đấu một game nhá. Ok, mình đã vào bên trong thì 60 FPS thể hiện rõ ràng luôn. Từ từ. Let me take the shot. Ui giời ơi. Cống mạng cho nó. Nói chung là chơi nó rất là mượt. Mình sẽ chơi trong vòng khoảng 10 phút cái tựa game này thôi nhá. 10 đến 5 đến 10 phút thôi.
bởi vì là test cho bạn xem qua cái hiệu năng của nó như thế nào, chứ thực sự là con chip Snapdragon 7 Gen 2 cũng là một chip rất là mạnh. Nó tầm trung, nó chỉ là con chip tầm trung thôi, nhưng mà cho hiệu năng chơi game khá là ok. Ôi dồi, Butterfly AFK rồi các bạn ạ. Cái này dừng thoạt như này thì làm sao mà lên được. I always find my heart. An enemy of Dragon Lady power is under attack. Nháy nháy trêu tí bảo là giết chết mình rồi. Mày chết đúng không? Shut down luôn. Ok, còn 3 tí nữa thôi nhá. Khoảng 55 mình dừng video bởi vì nó rất là mượt rồi. Mình không có điểm gì để có thể chê cả. Dừng khi mình AFK này thì đánh đấm cái gì? Đấy, lao vào ăn mình thì làm sao được. Nói chung là không dẫy được. Mình chơi được tầm 5 phút cái game Liên Quân rồi. Đây các bạn nhìn thấy 5 phút trong game 5 phút. Và cũng khoảng 20 phút mình chơi test game. Thì nhiệt độ đây, các bạn thấy là chơi tựa game Liên Quân Mobile nó nhẹ hơn. Chắc chắn rồi, nó sẽ cho nhiệt độ mát hơn so với Liên Quân. Nó chỉ rơi tầm khoảng 36 độ thôi. Nói chung là không có gì để phàn nàn về hiệu năng của chip Snapdragon 7S Gen 2. Thì về pin thì sao? Pin thì nó tụt khoảng 5% pin, từ 78 xuống còn 73% sau khoảng 10 phút mình chơi, 20 phút mình test game. Thì đây là một mức pin tụt rất là chậm rồi. Mức pin VB của nó dung lượng 5000 mAh mà, vậy nên là nó sẽ đem lại chúng ta một hiệu năng pin rất là tốt. Và đó là hiệu năng của chip Snapdragon 7S Gen 2 trên chiếc Redmi Note 13 Pro chính hãng. Và bạn nào muốn tham khảo cái chiếc máy này thì có thể truy cập link mình để phía bên dưới phần mô tả nhé. Còn nghĩ sao về cái hoạt hiệu năng của nó thì xin mời để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.